bao phen quả nói với diều, trù lao ông chưởng có nhiều cá tôm. Hai câu ca dao này đã đi vào tâm thức của biết bao người dân Nam Bộ. Không chỉ muốn giới thiệu về một vùng đất cù lao bình yên và trụ phú, mà ngày nay là huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Qua đó, cũng muốn nhắc nhở mọi người luôn nhớ về công đức của vị công thần triều Nguyễn, đó là chưởng cơ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, người có công mở cõi đất phương Nam. Lịch sử ghi nhận rằng, khi Nguyễn Hữu Cảnh dâng lệnh chúa Nguyễn vào Nam kinh lược và thiết lập nền hành chính vào năm 1698, thì ở hai bên bờ sông Tiền và sông Hậu của vùng đất cù lao này đã có người Việt sinh sống. Ông đã thực hiện được nhiều công việc quan trọng và có ý nghĩa lớn, xác định lãnh thổ, cương vực, đặt nền tảng cho công cuộc khai khẩn mạnh mẽ vùng đất Nam Bộ về sau. Sau khi dẹp loạn, ổn định biên cương, vào mùa xuân năm Canh Thìn 1700, Nguyễn Hữu Cảnh kéo quân về đóng ở cù lao Cây Sao, ngày nay thuộc xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Trong thời gian ở lại đây, chờ lệnh chúa Nguyễn, ông bị bệnh nặng vào mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ. Sau đó ông kéo quân về tới Trạch Gầm, Mỹ Tho thì mất. Chính vì vậy mà có thể nói rằng, Chợ Mới là một trong những nơi còn lưu lại nhiều dấu ấn của chưởng cơ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Chính vì vậy, người dân nơi đây, họ luôn tự hào và gọi vùng đất cù lao quê mình bằng một địa danh xưa là Cù Lao Ông Chưởng. Thì chưởng cơ lúc bây giờ là được vua ban cho cái tước chức là thống suất đi trở vào Nam để mà kinh lý. Rồi đi khi Nguyễn Hữu Cảnh vào tới vùng Củ Gia Định thì dẫn quân đi luôn lên Campuchia. Cho nên là cụ Nguyễn Hữu Cảnh là có dừng chân ở tại Cù Lao Cây Sao, rồi có tổ chức hào quân, rồi nhiều binh lính của ổng là sau đó là được ở lại sinh sống trên Cù Lao Cây Sao. Cho nên người ta tự hào và người ta không gọi Cù Lao Cây Sao nữa mà ta gọi là Cù Lao Ông Chưởng để nhớ tới công lao của một vị quan đã giúp đỡ cho cư dân Việt mình có cái cù lao này. Đến năm 1757, theo đề nghị của Nguyễn Cư Trinh, chúa Nguyễn đã cho lập ba đạo gồm Tân Châu Đạo, Châu Đốc Đạo và Đông Khẩu Đạo, tức Sa Đéc ngày nay, nhằm cai quản và bảo vệ biên cương bờ cõi. Thế là trong vòng hơn nửa thế kỷ 1698-1757, về cơ bản, chúa Nguyễn đã thiết lập xong bộ máy hành chính trên vùng đất Nam Bộ. Người Việt và các dân tộc anh em đoàn kết gắn bó trong công cuộc bảo vệ và xây dựng vùng đất mới. Tại vì hồi xưa đó là nó không phải như bây giờ. Nghe hồi xưa là giặc giả đồ nhiều cho nên lập cái đạo. Là đạo là một cái đơn vị hành chính. Nhiệm vụ chức năng của họ đó, đó là hành chính, chính trị, quân sự, xã hội, trong đó quân sự là chủ yếu. Theo lịch sử, lúc đó Chợ Mới thuộc Tân Châu Đạo. Lúc đầu, lỵ sở của Tân Châu Đạo được đặt tại Dinh Châu, tức Cù Lao Diên. Sau đó, vào những năm đầu thế kỷ thứ 19, lỵ sở Tân Châu Đạo chuyển từ Cù Lao Diên về thôn Long Sơn. Nơi đây cũng đã từng diễn ra những trận đánh oanh liệt, chống lại sự xâm lược của quân Xiêm. Tại bãi Doanh Châu, Cù Lao Diên, lỵ sở của Tân Châu Đạo, Nguyễn Cư Trinh cho xây dựng một đồn lớn cai quản luôn hai thủ chiến sai và hùng ngự, trực tiếp thuộc quyền điều động của Phủ Gia Định. Như cuộc đụng đầu ở tại Thuận Cảng thì trận đó chúng ta thắng, nhưng mà quân Xiêm còn quá mạnh, cho nên là chúng ta cũng phải lui quân từ cái Vạm Nao, chúng ta lui xuống phía dưới một chút, tức là cái chỗ đoạn sông Cổ Hổ, tức là cái chỗ mà bây giờ là thủ chiến sai, tức là chợ thủ ở Chợ Mới bây giờ, vào năm 1834. Còn cái trận này thì chúng ta chiến đấu suốt cả ngày và cuối cùng là chúng ta đã tiêu diệt được đại bộ phận quân chủ lực của quân Xiêm.
trận đánh này nó có một cái giá trị chiến lược là nó chặn đứng cái sự xâm lược của Sim. Coi như là sau cái trận này thì Simla không còn dám bén mảng xâm lược Việt Nam nữa. Năm 1832, Du Minh Mạng đổi trấn thành tỉnh và chia Nam Kỳ thành 6 tỉnh, gồm 3 tỉnh miền Đông là Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, 3 tỉnh miền Tây là Vĩnh Long, Hà Tiên, Giảng Giang. Lúc đó Chợ Mới thuộc huyện Đông Xuyên và một phần thuộc huyện Vĩnh An, tỉnh An Giang. Trải qua nhiều lần tách nhập địa giới hành chính, sau ngày giải phóng miền Nam tháng 2 năm 1976, Chợ Mới trở về thuộc tỉnh An Giang. Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Chợ Mới luôn phát huy truyền thống anh hùng, một lòng đi theo cách mạng đến ngày toàn thắng. Lịch sử đã trao cho Chợ Mới vai trò chiếc nôi cách mạng. Ngay sau khi Đảng ra đời vào năm 1930, đến đầu tháng 4 năm 1930, chi bộ Long Điền được thành lập. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của cả vùng Long Xuyên, Châu Đốc lúc bấy giờ. Để chào mừng sự kiện lịch sử này, chi bộ Long Điền phân công ông Lê Văn Đỏ là một quần chúng kiên trung treo cờ Đảng lên cột dây thép Long Điền. Lá cờ đỏ, búa liềm phấp phới tung bay giữa đôi bờ sông Tiền đã minh chứng cho sự tồn tại, phát triển của Đảng Cộng sản, khẳng định vùng đất Chợ Mới và cả miền Nam đã có Đảng lãnh đạo, nhân dân chống lại sự áp bức của chính quyền thực dân Pháp và phong kiến tay sai Bù Nhìn. Vừa khơi dậy sự phấn khởi của nhân dân, vừa khiến quân địch khiếp sợ. Và cũng từ đây, cột dây thép Long Điền trở thành địa danh lịch sử cách mạng tiêu biểu. Năm 1990, cột dây thép Long Điền A được công nhận là di tích cấp quốc gia. Nói chung thì sau khi mà cái lá cờ đó được treo ở giữa cái dòng sông Mỹ luôn á, thì đứng về mặt địch đó, nó sa sút dữ lắm, nó rất là hoảng, cái thằng quân trưởng nó hoảng hốt dữ lắm. Còn cái số dân đó mà lần đầu tiên họ thấy cái cờ đó, họ cũng rất là vui mừng nha. Họ suy nghĩ như là bị gì, là nói chung là dưới cái chế độ của tụi Pháp nào đó đó sâu cao thế nặng lắm. Rồi cái số người dân nghèo mà bị thế sao cao đó, rồi họ thấy cái lá cờ Đảng, rồi có người đó họ biết là trong xã mình, trong vùng mình là có một sự lãnh đạo của Đảng, cho nên họ rất phấn khởi. Tại xã Kiến An còn có một ngôi chùa mà mọi người thường gọi là chùa Cố của tộc họ Hà. Và cũng chính nơi đây là nơi tập trung người dân và chiến sĩ cách mạng tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ vào năm 1940. Khởi nghĩa Nam Kỳ ở An Giang thì ở Long Xuyên thì nó khẳng định một cái là cái tinh thần khởi nghĩa của Đảng bộ Long Xuyên hưởng ứng vào một cái phong trào chung mà đã khẳng định rồi thì quyết tâm khởi nghĩa, mặc dù đã trễ mất 10 ngày. Và mọi chuyện thì nó cái gọi là bí mật của cuộc khởi nghĩa là không còn, nhưng mà không sợ hy sinh vẫn tổ chức nổi dậy để thành ra một cuộc đột khởi ở tại mà cái khởi nghĩa Nam Kỳ tại Long Xuyên thì diễn ra chính là ở Chợ Mới. Trong kháng chiến chống Pháp tại địa bàn Chợ Mới đã diễn ra trận đánh và chiến thắng vang dội, đó là chiến thắng Chơn Đùng Cái Hố vào tháng 7 năm 1947. Chỉ với một lực lượng bộ đội địa phương và một số đơn vị tăng cường, ta đã đánh thắng và tiêu diệt khoảng 100 tên địch và thu nhiều vũ khí đạn dược. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Chợ Mới là nơi bị bọn Mỹ ngụy kìm kẹp nặng nề, nhưng người dân nơi đây vẫn một lòng theo cách mạng đến ngày toàn thắng. Còn toàn bộ lực lượng võ trang của Chợ Mới thì đi thẳng lên Chợ Mới, đi lên tiếp quản cái Chợ Mới. Mà phải nói là cái ngày đó, cái lúc đó phải nói là cái khí thế của người dân, người ta vui mừng dữ lắm. Người ta mừng là coi như là chiến tranh đã hết, mà khi mà mình đến thì mình cũng không có nổ súng để gây thương tích cho cái binh lính cũ. Mà cái chủ trương lúc đó đó, phải nói là cái chủ trương đó là coi như là hòa bình độc lập rồi, đó là chiến tranh đã kết thúc, là làm thế nào đó vận động quần chúng để là thay đổi một cái xã hội, thay đổi một cái cuộc sống,
đưa những người mà tham gia chế độ cũ đăng ký trình diện để sau này mình tổ chức cái học tập cải tạo. Cho nên là cái chủ trương của nhà nước, của đảng bộ của chợ mới lúc đó là coi như cố gắng không để gây ra đổ máu nữa. Cho nên là suốt cái khi mà tiếp quản cái chùa Tây An cũng vậy, thì cái chỗ mà bảo an quân nó trụ đó, cái số tàn quân các nơi nó về đó, thì mình cũng có nổ súng, nhưng mà nổ súng với cái uy hiếp, nổ súng theo cái khống chế, chứ còn không bắn thẳng vô cái đầu hình của cái những cái người lính đó. Vẫn kêu gọi là anh em là binh sĩ ở trong đó. Cái ngày năm á, thì anh em trong đó mới buông súng ra đầu hàng, rồi là mình cũng không giữ ai, mạnh ai nấy trở về quê hương đăng ký với chính quyền sở tại. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bắt tay vào xây dựng quê hương với muôn vàn khó khăn thử thách, An Giang, một trong những tỉnh nông nghiệp trọng điểm của cả nước, vậy mà chỉ qua một mùa lũ lớn năm 1978, toàn tỉnh, trong đó có Chợ Mới, đã rơi vào tình trạng thiếu đói, phải ăn độn cả bo bo. Liên tiếp nhiều năm liền, lũ lại tiếp tục dâng cao, đồng lúa lại ngập chìm trong nước, cuộc sống người dân lại rơi vào tình trạng khốn khó. Không thể để tình trạng này kéo dài, được sự đồng ý của tỉnh, huyện Chợ Mới đã hình thành nên những tuyến đê bao ngăn lũ. Từ thành công của mô hình đê bao ngăn lũ ở xã Kiến An năm 1978, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đã nhân rộng ra các địa phương khác. Nhờ vậy mà năm 1979, huyện Chợ Mới giành được thắng lợi cao nhất về diện tích, năng suất và sản lượng, đưa tổng sản lượng lương thực lên đến 99.500 tấn, tăng hơn gấp đôi so với năm 1975. Năm 1979, đảng bộ huyện đã đề ra nghị quyết về xây dựng hệ thống đê bao kiểm soát lũ ở một số nơi trong huyện bằng phương thức huy động sức dân. Đến năm 1995, huyện đã hình thành đề án thực hiện bao đê cho 76 tiểu vùng trong toàn huyện, diện tích trên 20.000 hecta, đảm bảo sản xuất 3 vụ ăn chắc, ổn định đời sống dân sinh. Từ đây, nông nghiệp Chợ Mới bắt đầu thay da đổi thịt, chuyển từ sản xuất 2 vụ lúa chạy lũ hàng năm lên sản xuất 3 vụ ăn chắc, rau màu sản xuất quanh năm với hơn 26.000 hecta, cuộc sống người dân ngày càng nâng cao. Cùng với đê bao ngăn lũ, các tuyến lộ giao thông nông thôn, giao thông liên xã đã được nhựa hóa, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân đi lại, giao thương mua bán được thuận tiện. Thương mại, dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, giá trị sản xuất hàng năm đều tăng. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng. Công tác chỉnh trang đô thị được đẩy mạnh, tạo bộ mặt khang trang cho các thị trấn và thúc đẩy phát triển du lịch. Hiện 100% số xã đều có đường xe ô tô đến trung tâm, nhiều xã nông thôn mới đã hình thành. Bên cạnh phát triển kinh tế, các lĩnh vực khác như giáo dục đào tạo có bước phát triển tích cực với nhiều giải pháp đổi mới phương pháp dạy và học, phong trào xây dựng xã hội học tập, khuyến học khuyến tài phát triển sâu rộng, các hoạt động văn hóa văn nghệ, truyền thanh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa không ngừng được củng cố, nâng chất các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được chú trọng. Mạng lưới cơ sở y tế được đầu tư nâng cấp, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác đền ơn đáp nghĩa, các chương trình chính sách xã hội được lồng ghép thực hiện có hiệu quả. Lịch sử dùng đất của lão ông trưởng Chợ Mới 320 năm hình thành và phát triển. Đây là niềm tự hào chung của tất cả người con quê hương Chợ Mới ở thế hệ ngày hôm nay. Lịch sử 320 năm thì có thể là quãng thời gian của sự nối tiếp bao thế hệ được sinh ra và lớn lên, trưởng thành, luôn bám đất giữ làng cho vùng đất và con người nơi đây càng thấm đậm tình người và luôn khắc sâu về cái cội nguồn lịch sử. Thế hệ hiện tại và tương lai thì sẽ quyết tâm kế tục xứng đáng cái bề dày lịch sử của thế hệ trong đi trước, những người đã có công mở mang vùng đất trù phú để các thế hệ hôm sau được tận hưởng, thay nhau cải tạo, bồi bổ, đưa vùng đất và con người xứ sở của lão ông trưởng này không ngừng phát triển vươn lên, là nơi được Chủ tịch nước hai lần phong tặng danh hiệu anh hùng, đó là anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Nếu tính từ lúc lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đóng quân ở Cù Lao Kê Sao, tức là khu vực xã Kiến An ngày nay, vào năm 1700, đến nay đã trải qua 320 năm, Cù Lao Ông Chưởng, tức Chợ Mới ngày nay, đã phát triển về nhiều mặt.
trong nhiệm kỳ tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hai khâu đột phá, đó là lĩnh vực du lịch và lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể như tiếp tục là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất chế biến sâu, gắn với việc hình thành các chuỗi giá trị, các chuỗi liên kết, rồi hình thành các cái khu cụm công nghiệp sản xuất tập trung để phát triển các làng nghề truyền thống như là mộc, sản xuất đồ gỗ, vẽ tranh tranh kiếm, tạo mọi điều kiện về chính sách để mời gọi thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư trên tất cả mọi lĩnh vực du lịch và nông nghiệp, phát triển các loại hình thương mại dịch vụ trên tất cả các lĩnh vực. Đối với lĩnh vực du lịch thì sẽ ưu tiên phát triển du lịch ở ba xã Cù Lao Diên. Đây là được mệnh danh là đệ nhất Cù Lao, với nhiều loại hình du lịch như là du lịch xuôi dòng, du lịch miệt vườn, rồi các dạng du lịch như homestay, farmstay, phát triển các làng nghề, rồi chỉnh trang tu bổ các di tích, rồi nhiều cái địa chỉ đỏ được chỉnh sửa, được sửa chữa lại, rồi thưởng thức các ẩm thực ở địa phương, rồi kết hợp cái hệ thống du lịch thông minh. Ngoài ra thì sẽ tiếp tục quan tâm đến cái việc ổn định trật tự, rồi vệ sinh môi trường, ưu tiên phát triển các lĩnh vực y tế, rồi giáo dục, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, nâng cấp mở rộng quy mô các lễ hội truyền thống dân tộc trên cái địa bàn huyện, để sớm hoàn thiện bức tranh của một huyện đạt chuẩn nông thôn mới, ở một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và có bề dày lịch sử hình thành phát triển, kể cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong suốt dòng chảy của lịch sử, huyện Chợ Mới ngày nay là huyện có nền kinh tế phát triển, dân cư sung túc, phố xá khang trang. Trong sự phát triển này, chúng ta mãi mãi không quên công đức của các bậc tiền nhân, những người đã đổ bao mồ hôi công sức để khai phá, mở mang, gìn giữ mảnh đất này. Đó chính là những nền tảng quan trọng để Chợ Mới, Cù Lao ông Chưởng tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng xanh tươi, giàu đẹp.